Marketing là một ngành mà luôn đòi hỏi sự sáng tạo. Vậy thì trong quá trình làm việc thì có khi nào chị bị bí ý tưởng không? Nếu gặp tình huống như vậy thì chị sẽ làm như thế nào để tiếp tục duy trì sự sáng tạo của mình? Câu này hơi khó nhỉ. Chị nghĩ là làm marketing thì đã chấp nhận và đã chọn ngành marketing thì đa phần các bạn cái tư duy và suy nghĩ của các bạn cũng sẽ tương đối là cởi mở. Các bạn cũng thường xuyên phải ngồi lại và ghi chép lại những ý tưởng diễn ra trong đầu mình. Và về căn bản thì các bạn không thiếu ý tưởng. Và chị nghĩ là cái chuyện bị ý tưởng nó cũng hiếm khi xảy ra. Cái vấn đề nên là cái vấn đề thường gặp là có rất là nhiều ý tưởng nhưng không phải ý tưởng nào nó cũng là ý tưởng có thể thực thi, và không phải ý tưởng nào cũng là ý tưởng đủ hay để đưa vào thực hiện. Còn chuyện khi nào mà nếu mà chị bị ý tưởng, chị thường làm gì để chị tìm ra ý tưởng? Thì cá nhân chị thì chị sẽ không suy nghĩ nữa, chị sẽ dừng cái việc suy nghĩ đó lại, chị làm một cái gì đó khác, và chị để cho cái người ta gọi là suy nghĩ bằng tiềm thức á, chị để cho não của chị tự process ở trong đấy, rồi tự nhiên cái em đi tắm em cũng sẽ nghĩ ra ý tưởng, mà em chạy xe em cũng sẽ nghĩ ra ý tưởng, nó không nhất định phải là ngồi bàn giấy em có ý tưởng. Thì chị nghĩ đây là một trong những cái hấp dẫn của ngành marketing nói chung, digital marketing nói riêng. Đối với bạn của em thì khi mà em bí ý tưởng em thường hay chạy xe. Đúng rồi, hay chạy xe hoặc là hay đi tắm là em hay là nảy sinh ra nhiều ý tưởng lắm. Đúng. Dạ rồi, cảm ơn chị Vân Anh.